Xin chào tất cả các bạn, mình là Kensuke. Chúng ta cùng chơi Kirby Epic Yarn tiếp nào. Rồi, sau đó mình được qua một vùng đất mới. Nhưng có lẽ nó sẽ dành cho tập sau. Bây giờ mình sẽ xử lý cái đống kim cương mà mình nhặt được từ đầu tới giờ. Đó, 17.051. Đây. Đây. Rồi, vô nhà. Ôi trời ơi. Mà thôi, đừng có vô. Quên mất, xử lý kim cương mà. Trước tiên là qua đây, mở dù. Oh my god. Mở nốt cái dù còn lại rồi xong, hai bát mát rồi đó. Mát rồi thì bắt đầu mua đồ. Vô mua. Ôi, đây là tấm để lót nền. Mua. Ok. Rồi. Ấn qua ấn lại. Mua luôn. Ôi mình giàu quá. Mỗi cái có một ít tiền à. Có hoa trang gì nữa không ta? Có lẽ là không, được thôi. Tiếp theo. Ồ, đúng là vật dụng của tương lai mà. Điện thoại nè, đèn nè, tivi nè. Cái gì đây? Cái đồ treo tường hả? Anh ơi. Ôi, cái này giống cái ghế của mình có vậy. Ủa, vậy thôi hả? Còn gì nữa không? Mình nhớ hình như có nhiều lắm mà. Thôi, chừng đó là đủ xài rồi. Đây. Tiếp theo. À, nhầm. Rồi. Ok. Bây giờ đặt những món đồ của mình ra. Đây nè, những món này nè. À, cái giường. Cái này cái đèn. Thôi bánh. Tivi, điện thoại, ok. Thôi. Không. Có lẽ mình phải ra. Trước tiên là phải thay cái nền. Nền màu nào mới đẹp? Màu xanh đi. Ôi nhiều kiểu quá. À, cái này bình thường mà. Rồi. Dạ, mình sẽ lấy cái nền. Nền xanh đây. Ok. Tiếp theo là đất. À, nền nhà. Nền nhà. Ồ, dậy đi. Yes. Rồi đặt đồ ra.
sao đây? Ok. Rồi, tiếp theo chậu hoa. Ôi đẹp quá. Cầu vòng. Ủa cầu vòng to vậy hả? Chờ ở giữa. Cái này để em gì ta? Ôi trời ơi. Để đâu cho đẹp đây? Không được, không được. Không. Không hợp lý. Thôi, từ từ mình tìm hiểu cái đã. Rồi tiếp theo. Con này đi. Không thấy, không thấy đâu luôn. Một con thú nhồi vòng, ok. Wow. Rồi, may hả? Ôi, có mưa không? Ôi, thôi may cao lên tí. Ok. Ủa, chị mới có chừng đó à? Rồi thôi. Cái giường. À, lại xếp giường ngủ ngoài này ta. Cất cái này đi. À, thôi giường ở giữa này đi. Dậy đi, dậy đi, đó. Rồi. Đèn. Cho đây một cây. Cho bên này một cây. Rồi. Sao mà xấu vậy? Thật là kinh khủng. Không được. Cất đây, cất đây. À, no, 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 no. Yeah. Rồi. Cất đám mây này. Cất cây đèn này. Bông hoa rồi, ok. Dậy đi. Vậy là ok rồi đó. Dựng tấm màn. Trời ơi, xấu quá. Cái gì đây? Copy hả? Rồi thôi. Dạ được rồi. Ok. Yeah. Nhà của tôi đứng trên mây được mấy cái hay á. Ôi trời, bé bé ít con đồng hồ chị mấy giờ? Tiếp tục là đến bên này.
Ôi cái nền bên này màu đẹp vậy. Ôi bên này chỉnh sao ta. Này thì ai cho ngủ. Ồ, một nhiệm vụ gì đó hả? Tìm tất cả gì đó không biết nữa trong 3 phút hả? Có nên không? Thôi test thử lần đi. Ok, vô luôn. À, tìm tụi nó. À kìa, một con. À, một con nữa bên này. Chui lên. Rồi, ok. Con này có thả kim cương miết. À, dưới này. Rồi, ok. Còn hai con nữa. Một con dưới nước kìa, làm sao lượm. À rồi. Yeah. Còn một con nữa. Ở đâu mau ra. À đây nè. Yeah, hoàn thành nhiệm vụ. Hay Kirby. Ôi thôi. Wow. Oh my god. Nó cho mình một cái nền bầu trời mới đẹp hơn. Rất là đẹp luôn á. Quên chưa đọc gì ấn qua mất rồi. Trời ơi. Làm sao ta? Làm sao để Ủa làm sao để sửa? Hình như cái nhà này không được phép sửa hả? Trời ơi. Nếu đã dạy thì ta trở về nhà của ta. Nhà của ta thì sẽ được sửa thôi. Yeah, hình nền mới đâu. Oh my god. Ôi đẹp quá. Trời ơi. Ôi, có nền màu khác không ta? Ôi, thêm nền này đi. Ôi, trời ơi là trời. Tuyệt vời.
xong. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.